Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. X-Tử 135, cái bản lột xác cực kỳ đẹp mắt với một cái size là X-Tử 110 xuống dạng áo. Cái chiếc X-Tử 110 độ hôm nay được thực hiện bởi một cái bạn tên Trung. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã làm cho chúng ta trầm trồ phát hiện bộ phận động cơ độc đáo của chiếc xe. Với cái cụm động cơ này, chắc chắn không ít anh em yêu thích cái dòng là X-Tử 100 độ nghĩ rằng cái con xe này là một cái dòng là X-Tử 110 xuống dạng áo vì cái phần lốc nồi đầy mới lạ. Như chúng tôi đã nói, anh chủ này là tên Trung, và cái chiếc X-Tử 100 độ hôm nay thuộc là hệ chiếc X-Tử cái đời 2007, phiên bản là con tự động, hiện đang được rất nhiều anh em chia sẻ yêu thích. Cái dàn tay lái là một nơi vô cùng ấn tượng, sự kết hợp một loạt những đầu đồ chơi đình đám như cụm gạt Domino hay ra dưới, hay là cái cụm thắng của Rainbow Asset 19 đi cùng cái đèn của SimFast. Bởi vì cái xi anh trước của cái chiếc Instagram cái đời sản xuất trước năm 2011 là một vị trí có độ thẩm mỹ rất cao ở ngay phần dạng áo, và có thể được ví von là không khác gì đôi mắt của con xe, cho nên nó được rất nhiều anh em chơi cái dòng Instagram ưu ái lựa chọn, nhấn nhá những món phụ tùng như xi anh trước của Ryzen Instagram giá trị cũng gần 4 triệu. Khác biệt xi anh ở chỗ là phân chia cái đèn định vị, đây xi nhan ra hai vị trí tách biệt vô cùng hầm hố. Quay lại về cái dàn tay lái, anh em có thể nhận ra cái cặp cụm công tắc nguyên bản được thay mới bằng công tắc của Enebis, nó góc cạnh hơn và có thêm một vài chi tiết nút nhấn tắt máy nhanh. Đồng hồ hiển thị thuộc sở hữu một cái dòng là Spark AX 100i do Yamaha Thái Lan phân phối, và có thêm chi tiết đèn báo tín hiệu FI phù hợp với khối động cơ đã được nâng cấp lên công nghệ độc phun sinh tử dành cho những dòng là X độ. Cái nguồn lửa mạnh mẽ của con xe đến từ sự cấp mặt cái mô bên sườn MST 8228 với sự cấp mặt sử dụng cho những hệ thống máy xăng cơ lẫn FI. Như chúng tôi nói ở bên trên thì hiện tại cái chiếc X-Tử 100 độ hôm nay đã được nâng cấp hệ thống truyền dẫn nhiên liệu từ bình xăng con lên thành là công nghệ độc phun xăng điện tử FI hiện đại hơn. Quá trình nâng cấp này bắt buộc phát sinh ra một cái cục EQ để canh chỉnh xăng gió, và cục EQ trên cái chiếc xe hôm nay chính là phiên bản Uma Racing M5, mức giá thị trường 5 triệu. Có thể hỗ trợ ứng dụng canh chỉnh dễ dàng bằng cái điện thoại qua cái cổng Bluetooth, phát sóng qua cái cục là Blink như anh em có thể thấy ở đây. Cái mâm nguyên bản cũng được thay mới bởi cái mâm của Jupiter TB7, hàng cực hiếm. Chẳng biết có trọng lượng là siêu nhẹ mà cái kiểu năng mâm nó trông rất là chắn chắn thể thao hơn hẳn cái mâm xin nhiều lần. Tiếp đến, chúng ta đang thấy cái mâm trước hoàn toàn được cố định bằng cái đĩa thắng của TBT chắn như sim, và cái chiếc này có cấu trúc là 4 lỗ cũng tương tự với cái đĩa nguyên bản. Nhưng quá trình gắn hoàn chỉnh cái con hàng của Fanderblitz 2 bit bên cạnh phải cần tới một cái phát nhôm CNC mới ghi công chuẩn xác được. Tránh cái trường hợp cái chú heo không ăn hết được bố thắng bị cả cấn chặt cái năng mâm của đầu VT7. Cái vụ sau Holin có lẽ là món đồ chơi đắt đỏ nhất dành cái con X hôm nay, khi mức giá thị trường cũng gần 14 triệu. Mẫu vụ này sản xuất ở bên Thái bởi gia công dây chuyền sản xuất nó tối tân hơn và cũng đến thời điểm, đảm bảo cái hiệu năng giảm sốc vượt trội ăn đứt cái vụ sim. Cái động cơ của chiếc X-Tử 100 độ hôm nay đang trong quá trình cái bề độ là 57ZZFI rất êm ái, hiệu suất đầu ra mạnh mẽ nhưng không kém phần ổn định. Riêng cái phần lốc nồi đã được gia công lại bằng cái nắp dưới như hiệu của Yamaha và tháp vào cái lốc nồi của chiếc Yamaha X-Tử 110, khiến không ít nhiều anh em cứ nghĩ cái cục máy này là kho động cơ trên cái động cơ của X-Tử 110 đã được hai cái lốc FZ chứ không thay đổi dạng áo. Viral lên màu cực độc, không đụng hàng làm chúng ta phát mười. Cái chiếc Viral độ hôm nay sổ bởi một cái bạn tên là Trần. Anh ta là người lên ý tưởng trao chuốt cho con xích cưng của mình để ra đời một cái chiếc xe độc đáo thế này, đã mất rất nhiều đêm không ngủ làm cho con xích cưng trở nên độc đáo hơn, khác biệt hơn so với số đông. Nếu như quá nhàm chán với những cái cụm thắng như Raceboy, Rainbow, Glissip, hôm nay chúng ta hãy cùng thấy một cái cụm thắng mới mẻ hơn là cái cụm Alim đến từ đất Đài Loan, đi cùng với một bình dầu khối chầm suốt. Nó mang tới cảm giác bước thắng cùng nhịp nhàng, im ấy, độ thẩm mỹ cũng vượt xa cái cụm thắng xin. Người chủ tinh tế cũng trang bị luôn cái cụm con của Alim để điệp tiết cái thắng đường mỹ sao, nó vừa tạo cảm giác thanh tốc hơn mà còn tạo cái cảm giác liền lạc với cụm thắng bên kia. Với sự cấp mặt cái cụm thắng này thì làm gì mạo chiếc ta lái trở nên là hoàn hảo và cân xứng hơn rất nhiều, kiểu là một mất một còn. Ở mặt biển số trước thay vì chơi biển titan như anh em thường hay chơi,
nhưng người chủ đã điểm xuyết của nó bằng logo cái xưởng đồ cho anh ta làm chủ. Khi tìm hiểu xong cái mặt ngoại hình thì chúng ta bắt đầu đi sâu vào cái dàn tay lái của con xe. Đầu tiên chúng ta thấy cái cụm gạt domino hay gạt dưới được trang bị để cút ngắn hành trình đi ra. Bên cạnh là cái cụm đề domino nhỏ gọn giúp đỡ ủng cái không gian cho cái mặt cụm gạt ngoại cỡ. Chưa hết, người chủ còn khéo léo lựa chọn hai ống gạt cái màu xanh liền lạc với những chi tiết nhựa xung quanh. Tiếp ở dàn tay lái chúng ta còn bắt gặp thêm cái cụm công tắc của dòng là CB610. Ngoài cái chữ sắc sảo thì cái cụm này nó còn có thêm cái nút vaccine đầy ưu tiên nhằm tăng cái sự tiện lợi cho người dùng. Cái dàn chân trước được chắc chắn hơn nhờ vào hiện tượng của cái mâm Crespo 8 cây trắng như zin dành cho cái dòng đầu Vario. Ở mâm trước mình còn phát hiện các lòng đĩa nhôm CNC đặc sắc dùng để cố định chiếc đĩa của Rainbow Auto. Dòng đĩa hàng hiệu sức ưu việt hiếm hoi người chơi, nhưng chi tiết đen tiền đã khiến cái con heo của Fando trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Dầu của nó được truyền dẫn bởi cộng dầu heo bấm độc thái, trên đất còn có những cái bấm đầu titan được gia công riêng làm điểm nhấn. Về mặt góc nội chiếc xe nó được bung ra và sơn lại cái ca màu đen nhìn rất sạch sẽ hơn. Ở trên đó logo Honda còn được sơn màu xanh để đồng điểm với những cái ốc titan bên cạnh. Bên cạnh lốc nồi độc đáo thì ốc độc chớ trong suốt của Simpac để lộ những chi tiết độc chớ MBC đó rất trông cũng rất hấp dẫn. Còn cái dàn chân sau được củng cố bởi cây phục Crespo T vàng sang chảnh, một dòng phục T chỉ mới được ra mắt vào năm 2020 nhưng nhận được cái sự săn đón rất nhiều anh em chia sẻ. Một cái cặp vỏ ray thể thao có tên là Michelin Bloodshed 2 vừa đẹp mắt mà còn có độ bám đường cũng rất tốt. Bỏ đi cái cản zin, longbow zin, người chủ điểm xuyết bằng longbow tem polyvinyl titan nhìn đỉnh mắt hơn. Do nó đang đi cấu hình lập bộ nồi nên cái longbow này được xử lý lại và cái cổ sắt được thay bằng cổ titan, có kích thước lớn hơn nhằm có hiệu suất tốt nhất. Bộ nồi chiếc xe được thay bằng bộ nồi phụ kiện hiệu suất cao, gia tăng cái độ bắt và hạn chế được hiện tượng bị rung nồi. Những chi tiết dưới bóng được sơn đen toàn bộ, ánh lên những cái hạt candy đỏ lục bảo nhìn cũng đỉnh mắt. Nó được phối cùng với da màu xanh dương, tăng thêm cái chút độc đáo huyền bí cho con xe. Với phong cách dễ này chắc chắn người chủ rất hãnh diện khi chiếc xe được lăn bánh ở trên phố. Cảm ơn các bạn hãy giờ clip này để kiếm tiếp, nhớ like, share, subscribe.